Tamasami, ICD gửi lời cảm ơn tới cộng đồng, những người đang góp sức giúp đất nước thoát khỏi đại dịch. Mọi người nhớ cẩn trọng và giữ sức khỏe trong những ngày này. Ai mà chẳng thế, mới nghe nhạc rap ngày hôm qua. Hôm nay đâu thành em bên em. Mới nghe nhạc rap ngày hôm qua. Thì hôm nay chỉ rap để đi Tết rồi. Một số đặt thua vào ta ghê, một số thì đặt thua vào Tết. Đó thấy không em, đến giờ chú em còn chưa có tên gọi chính thức nào hết. Tên ICD cũng lâu mở phết, nên mới nói tên anh Overred. Nhưng tiếc đã tháng 7 nên beat này mọi người cho anh đâu chở Tết. Để xem em thắng như nào, bắt sợ anh như nọc rắn phun trào. Em vẫn chưa kịp vỡ giọng trước khi vào trận beat thì em có thể gắn tun vào. Kèo này thì anh thắng rồi, nên mọi người mới bắt anh. Kèo này mà em thắng á, thì TVA bắt em. ICD không phải đồ ăn, để đến trăm năm sau thì cũng không hề thiu. Chú nghĩ anh không còn đủ đạn à, anh lên truyền hình chứ chưa về hưu. Từ sau quán quân, ta chật vật học cách không để danh tiếng chiếm lấy mình. Học cách đối mặt với lời của những chú ếch ngồi dưới đáy giếng kháy mình. Tưởng tượng cảm giác trước khi vào vòng thi bị rủa là không thể làm được gì đi. Tao đã đấu trận chung kết với tâm lý như vậy, đó là overrated hay là gì? Quả ngọt tao nếm thì quả đắng cũng phải nuốt chứ đâu có ai nhận thay. Tao chọn im lặng sau đó vì biết nhiều người chưa ưng tao, không lẽ tao đổ lỗi cho vận may? Nghiên cứu thêm sai, tao hoàn thiện cách rap. Thêm phải bon chen tranh luận trên mạng sát phạt. ICD có thể hiền, có thể cười, có thể xuống hay đơn độc, nhưng không phải là cái tên để bắt nạt. Em sao đấy? Chân em đã chạm đất chưa? Một câu thôi. Chân em đã chạm đất chưa? Mỗi ngày em nên tự hỏi. Chân em đã chạm đất chưa? Có cần anh nhắc lại không? Chân em đã chạm đất chưa? Em sao đấy? Chân em đã chạm đất chưa? Một câu thôi. Chân em đã chạm đất chưa? Mỗi ngày em nên tự hỏi. Chân em đã chạm đất chưa? Lần nữa cho tròn liệt khúc này. Chân em đã chạm đất chưa? Đủ ra dơ với những cục beef. Thế cho nên anh muốn nhắc chút. Anh không nghĩ anh đấu mình em đâu. Không biết sau em có những ai chắp bút. Em có thể nhờ người bình luận gì mà anh thua. Thả xích đi nhờ người quen hay mua. Nếu như đấy là cách em đua. Hoặc em có thể đấu bằng sức em có. Nếu quá sợ thì sẽ càng thêm khó. Không phải hơn thua cho trận beef, mà để cho âm nhạc nó sâu lít. Anh thừa biết em chẳng có ác ý gì khi nói anh overrated. Và anh thề là khi thu bài này anh cũng không hề ghét em gì hết. Bởi vì sao? Vì đấy là câu trả lời vô tâm. Khoan nói chuyện em có quyền ngông. Trình độ tăng là do rèn luyện, trình tăng không phải do truyền thông. Em trả lời thế vì có chuyên môn thấp, giữ lấy đống phim đó mà ôm ấp. Đừng ra vẻ hip hop nữa, em có tìm tòi gì cộng đồng này đâu nhá. ICD overrated, thiếu gì tên để em nói hả Tết. Chẳng qua là em nghĩ rằng fan của anh sẽ không ảnh hưởng gì tới em hết. Chẳng qua anh không phải người em quen. Chẳng qua em nghĩ câu đấy không viral. Thử nhìn lại rap Việt một chút xem. Em sẽ đọc tên rapper khác đấy idol. Thật đấy à Tết, em nghĩ King of Rap và rap Việt thì trên trời rơi xuống. Không có rap fan, không có cộng đồng. Rap ở Việt Nam liệu có nơi trốn? Rap fan từ đâu, cộng đồng từ đâu? Từ những người nỗ lực như anh đấy. Từ những người phải dừng đam mê kiếm tiền. Không phải từ những giấc mơ em thấy. Từ những người đổ chất xám ra bè đổ, rồi cả người đi dọn rác ở sông. Cho đến cả người tạo xây vần đảo nguồn gốc để em lên TV đấy biết không? Bỏ cái thìa vàng trong miệng ra thì đến lúc ấy em mới hiểu, có đầy người còn giỏi hơn em, họ đáng được công nhận hơn nhiều. Em sao đấy? Chân em đã chạm đất chưa? Một câu thôi. Chân em đã chạm đất chưa? Mỗi ngày em nên tự hỏi. Chân em đã chạm đất chưa? Có cần anh nhắc lại không? Chân em đã chạm đất chưa? Em sao đấy? Chân em đã chạm đất chưa? Một câu thôi. Chân em đã chạm đất chưa? Mỗi ngày em nên tự hỏi. Chân em đã chạm đất chưa? Lần nữa cho tròn liệt khúc này. Chân em đã chạm đất chưa? Nhưng anh đã gửi lời, đây hoàn toàn là một sao chỉ. Hy vọng chú đủ thông minh để hiểu tại sao có trận beat này. Mở màn nhẹ nhàng thế này thôi. Chúc may mắn lần tới. Lần sau nhớ để ý sự vô tư của mình. Tamasami, ICD gửi lời cảm ơn tới cộng đồng, những người đang góp sức giúp đất nước thoát khỏi đại dịch. Mọi người nhớ cẩn trọng và giữ sức khỏe trong những ngày này. Ai mà chẳng thế, mới nghe nhạc rap ngày hôm qua. Hôm nay đâu thành em bên em. Mới nghe nhạc rap ngày hôm qua. Thì hôm nay chỉ rap để đi Tết rồi. Một số đặt thua vào ta ghê, một số thì đặt thua vào Tết. Đó thấy không em, đến giờ chú em còn chưa có tên gọi chính thức nào hết. Tên ICD cũng lâu mở phết, nên mới nói tên anh Overred. Nhưng tiếc đã tháng 7 nên beat này mọi người cho anh đâu chở Tết. Để xem em thắng như nào, bắt sợ anh như nọc rắn phun trào. Em vẫn chưa kịp vỡ giọng trước khi vào trận beat thì em có thể gắn tun vào. Kèo này thì anh thắng rồi, nên mọi
mọi người mới bắt anh. Kèo này mà em thắng á thì TVA bắt em. ICD không phải đồ ăn, để đến trăm năm sau thì cũng không hề thiêu. Chúng nghĩ anh không còn đủ đạn à, anh lên truyền hình chứ chưa về hưu. Từ sau quán quân ta chật vật học cách không để danh tiếng chiếm lấy mình, học cách đối mặt với lời của những chú ếch ngồi dưới đáy giếng kháy mình. Tưởng tượng cảm giác trước khi vào phòng thi bị rủa là không thể làm được gì đi. Tao đã đấu trận chung kết với tâm lý như vậy, đó là overdress hay là gì? Quả ngọt tao nếm thì quả đắng cũng phải nuốt chứ đâu có ai nhận thay. Tao chọn im lặng sau đó vì biết nhiều người chưa ưng tao, không lẽ tao đổ lỗi cho vận may? Nghiên cứu thêm sai, tao hoàn thành cách rap. Thêm phải bon chen tranh luận trên mạng sát phạt. ICD có thể hiền, có thể cười, có thể xuống hay đơn độc, nhưng không phải là cái tên để bắt nạt. Em sao đấy? Chân em đã chạm đất chưa? Một câu thôi. Chân em đã chạm đất chưa? Mỗi ngày em nên tự hỏi. Chân em đã chạm đất chưa? Có cần anh nhắc lại không? Chân em đã chạm đất chưa? Em sao đấy? Chân em đã chạm đất chưa? Một câu thôi. Chân em đã chạm đất chưa? Mỗi ngày em nên tự hỏi. Chân em đã chạm đất chưa? Lần nữa cho tròn điệp khúc nè. Chân em đã chạm đất chưa? Đủ ra dơ với những cục bíp. Thế cho nên anh muốn nhắc chút. Anh không nghĩ anh đấu mình em đâu. Không biết sao em có những ai chắp bút. Em có thể nhờ người bình luận gì mà anh thua. Thả xích đi nhờ người quen hay mua. Nếu như đấy là cách em đua. Hoặc em có thể đấu bằng sức em có. Nếu quá sợ thì sẽ càng thêm khó. Không phải hơn thua cho trận bíp, mà để cho âm nhạc nó xù lít. Anh thừa biết em chẳng có ác ý gì khi nói anh overrated. Và anh thề là khi thu bài này anh cũng không hề ghét em gì hết. Bởi vì sao? Vì đấy là câu trả lời vô tâm. Khoan nói chuyện em có quyền ngông. Trình độ tặng là do rèn luyện, trình tặng không phải do truyền thông. Em trả lời thế vì có chuyên môn thấp, dư lấy đống phim đó mà ôm ấp. Đừng ra vẻ hip hop nữa, em có tìm tòi gì cộng đồng này đâu nhá. ICD overrated, thiếu gì tên để em nói hả Tết. Chẳng qua là em nghĩ rằng phim của anh sẽ không ảnh hưởng gì tới em hết. Chẳng qua anh không phải người em quen. Chẳng qua em nghĩ câu đấy không viral. Thử nhìn lại rap Việt một chút xem em sẽ đọc tên rapper khác đấy idol. Thật đấy à Tết, em nghĩ King of Rap và rap Việt thì trên trời rơi xuống. Không có rap fan, không có cộng đồng. Rap ở Việt Nam liệu có nơi trốn? Rap fan từ đâu, cộng đồng từ đâu? Từ những người nỗ lực như anh đấy. Từ những người phải dừng đam mê kiếm tiền, không phải từ những giấc mơ em thấy. Từ những người đổ chất xám ra battle, rồi cả người đi dọn rác ở sông. Cho đến cả người tạo xây vần đảo nguồn gốc để em lên TV đấy biết không? Bỏ cái thìa vàng trong miệng ra thì đến lúc ấy em mới hiểu, có đầy người còn giỏi hơn em, họ đáng được công nhận hơn nhiều. Em sao đấy? Sao đấy? Chân em đã chạm đất chưa? Một câu thôi. Chân em đã chạm đất chưa? Mỗi ngày em nên tự hỏi. Chân em đã chạm đất chưa? Có cần anh nhắc lại không? Chân em đã chạm đất chưa? Em sao đấy? Chân em đã chạm đất chưa? Một câu thôi. Chân em đã chạm đất chưa? Mỗi ngày em nên tự hỏi. Chân em đã chạm đất chưa? Lần nữa cho tròn điệp khúc này. Chân em đã chạm đất chưa? Như anh đã gửi lời, đây hoàn toàn là cuộc so chỉ. Hy vọng chú đủ thông minh để hiểu tại sao có trận beat này. Mở màn nhẹ nhàng thế này thôi. Chúc may mắn lần tới. Lần sau nhớ để ý sự vô tư của mình. Thay mặt Sammy, ICD gửi lời cảm ơn tới cộng đồng, những người đang góp sức giúp đất nước thoát khỏi đại dịch. Mọi người nhớ cẩn trọng và giữ sức khỏe trong những ngày này. Ai mà chẳng thế, mới nghe nhạc rap ngày hôm qua. Hôm nay đâu thành Eminem. Mới nghe nhạc rap ngày hôm qua. Sao? Thì hôm nay chỉ rap để đi Tết rồi. Một số đặt thua vào ta ghê, một số thì đặt thua vào Tết. Đón thấy không em, đến giờ chú em còn chưa có tên gọi chính thức nào hết. Tên ICD cũng lâu mở phết, nên mới nói tên anh overrated. Nhưng tiếc đã tháng 7 nên beat này mọi người cho anh đâu chờ Tết. Để xem em thắng như nào, bắt sợ anh như nọc rắn phun trào. Em vẫn chưa kịp vỡ giọng trước khi vào trận beat thì em có thể gắn tune vào. Kèo này thì anh thắng rồi, nên mọi người mới bắt anh. Kèo này mà em thắng á, thì TVA bắt em. ICD không phải đồ ăn, để đến trăm năm sau thì cũng không hề thiêu. Chúng nghĩ anh không còn đủ đạn à, anh lên truyền hình chứ chưa về hưu. Từ sau quán quân ta chật vật học cách không để danh tiếng chiếm lấy mình, học cách đối mặt với lời của những chú ếch ngồi dưới đáy giếng kháy mình. Tưởng tượng cảm giác trước khi vào phòng thi bị rủa là không thể làm được gì đi. Tao đã đấu trận chung kết với tâm lý như vậy, đó là overdress hay là gì? Quả ngọt tao nếm thì quả đắng cũng phải nuốt chứ đâu có ai nhận thay. Tao chọn im lặng sau đó vì biết nhiều người chưa ưng tao, không lẽ tao đổ lỗi cho vận may? Nghiên cứu thêm sai, tao hoàn thiện cách rap. Thêm phải bon chen tranh luận trên mạng sát phạt. ICD có thể hiền, có thể cười, có thể xuống hay đơn độc, nhưng không phải là cái tên để bắt nạt. Em sao đấy? Sao đấy? Chân em đã chạm đất chưa? Một câu thôi. Một câu thôi. Chân em đã chạm đất chưa? Mỗi ngày em nên tự hỏi. Chân em đã chạm đất chưa? Có cần anh nhắc lại không? Chân em đã chạm đất chưa? Em sao đấy? Sao đấy? Chân em đã chạm đất chưa? Một câu thôi. Một câu thôi.
chân em đã chạm đất chưa? Mỗi ngày em nên tự hỏi chân em đã chạm đất chưa? Lần nữa cho tròn điệp khúc này, chân em đã chạm đất chưa? Đủ ra dơ với những cục bíp, thế cho nên anh muốn nhắc chút. Anh không nghĩ anh đấu mình em đâu, không biết sau em có những ai chắp bút. Em có thể nhờ người bình luận gì mà anh thua, thả xích đi nhờ người quen hay mua, nếu như đấy là cách em đua. Hoặc em có thể đấu bằng sức em có, nếu quá sợ thì sẽ càng thêm khó. Không phải hơn thua cho trận beat, mà để cho âm nhạc nó sâu lít. Anh thừa biết em chẳng có ác ý gì khi nói anh overrated. Và anh thề là khi thu bài này anh cũng không hề ghét em gì hết. Bởi vì sao? Vì đấy là câu trả lời vô tâm. Khoan nói chuyện em có quyền ngông, trình độ tặng là do rèn luyện, trình tặng không phải do truyền thông. Em trả lời thế vì có chuyên môn thấp, giữ lấy đống phim đó mà ôm ấp. Đừng ra vẻ hip hop nữa, em có tìm tòi gì cộng đồng này đâu nhá. ICD overrated, thiếu gì tên để em nói hả Tết. Chẳng qua là em nghĩ rằng fan của anh sẽ không ảnh hưởng gì tới em hết. Chẳng qua anh không phải người em quen, chẳng qua em nghĩ câu đấy không viral. Thử nhìn lại rap Việt một chút xem, em sẽ đọc tên rapper khác đấy idol. Thật đấy à Tết, em nghĩ King of Rap và rap Việt thì trên trời rơi xuống. Không có rap fan, không có cộng đồng rap ở Việt Nam, liệu có nơi trốn? Rap fan từ đâu, cộng đồng từ đâu? Từ những người nỗ lực như anh đấy, từ những người phải dừng đam mê kiếm tiền, không phải từ những giấc mơ em thấy. Từ những người đổ chất xám ra bè đầu rồi cả người đi dọn rác ở sông, cho đến cả người tạo xây vần đảo nguồn gốc để em lên tivi đấy. Biết cậu bỏ cái thìa vàng trong miệng ra thì đến lúc ấy em mới hiểu, có đầy người còn giỏi hơn em, họ đáng được công nhận hơn nhiều. Yeah. Em sao đấy? Sao đấy? Chân em đã chạm đất chưa? Một câu thôi. Một câu thôi. Chân em đã chạm đất chưa? Mỗi ngày em nên tự hỏi. Chân em đã chạm đất chưa? Có cần anh nhắc lại không? Chân em đã chạm đất chưa? Em sao đấy? Sao đấy? Chân em đã chạm đất chưa? Một câu thôi. Một câu thôi. Chân em đã chạm đất chưa? Mỗi ngày em nên tự hỏi. Chân em đã chạm đất chưa? Lần nữa cho tròn điệp khúc này. Yeah. Chân em đã chạm đất chưa? Như anh đã gửi lời, đây hoàn toàn là cuộc so chỉnh. Hy vọng chú đủ thông minh để hiểu tại sao có trận beat này. Mở màn nhẹ nhàng thế này thôi. Chúc may mắn lần tới. Lần sau nhớ để ý sự vô tư của mình. Thay mặt Sammy, ICD gửi lời cảm ơn tới cộng đồng, những người đang góp sức giúp đất nước thoát khỏi đại dịch. Mọi người nhớ cẩn trọng và giữ sức khỏe trong những ngày này. Ai mà chẳng thế, mới nghe nhạc rap ngày hôm qua. Hôm nay đâu thành ấy bên em. Mới nghe nhạc rap ngày hôm qua. Sao? Thì hôm nay chỉ rap để đi Tết rồi. Một số đặt thua vào ta ghê, một số thì đặt thua vào Tết. Yeah, đó thấy không em? Đến giờ chú em còn chưa có tên gọi chính thức nào hết. Sorry. Tên ICD cũng lâu mở phết, nên mới nói tên anh overrated. Nhưng tiếc đã tháng 7 nên beat này mọi người cho anh đâu chở Tết. Để xem em thắng như nào. Bắt sợ anh như nọc rắn phun trào. Em vẫn chưa kịp vỡ giọng trước khi vào trận beat thì em có thể gắn tun vào. Kèo này thì anh thắng rồi, nên mọi người mới bắt anh. Kèo này mà em thắng á, thì TVA bắt em. ICD không phải đồ ăn, để đến trăm năm sau thì cũng không hề thiu. Chú nghĩ anh không còn đủ đạn à? Anh lên truyền hình chứ chưa về hưu. Từ sau quán quân, ta chật vật học cách không để danh tiếng chiếm lấy mình. Học cách đối mặt với lời của những chú ếch ngồi dưới đáy giếng kháy mình. Tưởng tượng cảm giác trước khi vào vòng thi bị rủa là không thể làm được gì đi. Tao đã đấu trận chung kết với tâm lý như vậy, đó là overrated hay là gì? Quả ngọt tao nếm thì quả đắng cũng phải nuốt chứ đâu có ai nhận thay. Tao chọn im lặng sau đó vì biết nhiều người chưa ưng tao, không lẽ tao đổ lỗi cho vận may? Nghiên cứu thêm sai, tao hoàn thiện cách rap. Thêm phải bon chen tranh luận trên mạng sát phạt. ICD có thể hiền, có thể cười, có thể xuống hay đơn độc, nhưng không phải là cái tên để bắt nạt. Em sao đấy? Sao đấy? Chân em đã chạm đất chưa? Một câu thôi. Một câu thôi. Chân em đã chạm đất chưa? Mỗi ngày em nên tự hỏi. Chân em đã chạm đất chưa? Có cần anh nhắc lại không? Chân em đã chạm đất chưa? Em sao đấy? Sao đấy? Chân em đã chạm đất chưa? Một câu thôi. Một câu thôi. Chân em đã chạm đất chưa? Mỗi ngày em nên tự hỏi. Chân em đã chạm đất chưa? Lần nữa cho tròn điệp khúc này. Yeah. Chân em đã chạm đất chưa? Đủ ra dơ với những cục bíp, thế cho nên anh muốn nhắc chút. Anh không nghĩ anh đấu mình em đâu, không biết sau em có những ai chắp bút. Em có thể nhờ người bình luận gì mà anh thua, thả xích đi nhờ người quen hay mua, nếu như đấy là cách em đua. Hoặc em có thể đấu bằng sức em có, nếu quá sợ thì sẽ càng thêm khó. Không phải hơn thua cho trận beat, mà để cho âm nhạc nó sâu lít. Anh thừa biết em chẳng có ác ý gì khi nói anh overrated. Và anh thề là khi thu bài này anh cũng không hề ghét em gì hết. Bởi vì sao? Vì đấy là câu trả lời vô tâm. Khoan nói chuyện em có quyền ngông, trình độ tặng là do rèn luyện, trình tặng không phải do truyền thông. Em trả lời thế vì có chuyên môn thấp, giữ lấy đống phim đó mà ôm ấp. Đừng ra vẻ hip hop nữa, em có tìm tòi gì cộng đồng này đâu nhá. ICD
overrated. Thiếu gì tên để em nói hả Tết? Chẳng qua là em nghĩ rằng fan của anh sẽ không ảnh hưởng gì tới em hết. Chẳng qua anh không phải người em quen. Chẳng qua em nghĩ câu đấy không viral. Thử nhìn lại rap Việt một chút xem em sẽ đọc tên rapper khác đầy idol. Thế đấy à Tết? Em nghĩ King of Rap và rap Việt thì trên trời rơi xuống. Không có rap fan, không có cộng đồng rap ở Việt Nam. Liệu có nơi trốn? Rap fan từ đâu? Cộng đồng từ đâu? Từ những người nỗ lực như anh đấy. Từ những người phải dừng đam mê kiếm tiền, không phải từ những giấc mơ em thấy. Từ những người đổ chất xám ra bè đổ rồi cả người đi dọn rác ở sông, cho đến cả người tạo xây vần đảo nguồn gốc để em lên TV đấy biết không. Bỏ cái thìa vàng trong miệng ra thì đến lúc ấy em mới hiểu, có đầy người còn giỏi hơn em, họ đáng được công nhận hơn nhiều. Làm sao đấy, chân em đã chạm đất chưa? Một câu thôi, chân em đã chạm đất chưa? Mỗi ngày em nên tự hỏi, chân em đã chạm đất chưa? Có cần anh nhắc lại không? Chân em đã chạm đất chưa? Em sao đấy, chân em đã chạm đất chưa? Một câu thôi, chân em đã chạm đất chưa? Mỗi ngày em nên tự hỏi, chân em đã chạm đất chưa? Lần nữa cho tròn điệp khúc này, chân em đã chạm đất chưa? Nhưng anh đã gửi lời, đây hoàn toàn là cuộc so chỉ. Hy vọng chú đủ thông minh để hiểu tại sao có trận beat này. Mở màn nhẹ nhàng thế này thôi. Chúc may mắn lần tới. Lần sau nhớ để ý sự vô tư của mình. Thay mặt Sammy, ICD gửi lời cảm ơn tới cộng đồng, những người đang góp sức giúp đất nước thoát khỏi đại dịch. Mọi người nhớ cẩn trọng và giữ sức khỏe trong những ngày này. Ai mà chẳng thế, mới nghe nhạc rap ngày hôm qua. Hôm nay đâu thành ngày bên em. Mới nghe nhạc rap ngày hôm qua. Thì hôm nay chỉ rap để đi Tết thôi. Một số đặt thua vào ta ghê, một số thì đặt thua vào Tết. Đó thấy không em, đến giờ chú em còn chưa có tên gọi chính thức nào hết. Tên ICD cũng lâu mở phết, nên mới nói tên anh overrated. Nhưng tiếc đã tháng 7 nên beat này mọi người cho anh đâu chờ Tết. Để xem em thắng như nào, bắt sợ anh như nọc rắn phun trào. Em vẫn chưa kịp vỡ giọng trước khi vào trận beat thì em có thể gắn tune vào. Kèo này thì anh thắng rồi, nên mọi người mới bắt anh. Kèo này mà em thắng á, thì TVA bắt em. ICD không phải đồ ăn, để đến trăm năm sau thì cũng không hề thiu. Chú nghĩ anh không còn đủ đạn à, anh lên truyền hình chứ chưa về hưu. Từ sau quán quân, ta chật vật học cách không để danh tiếng chiếm lấy mình. Học cách đối mặt với lời của những chú ếch ngồi dưới đáy giếng kháy mình. Tưởng tượng cảm giác trước khi vào phòng thi bị rủa là không thể làm được gì đi. Tao đã đấu trận chung kết với tâm lý như vậy, đó là overrated hay là gì? Quả ngọt tao nếm thì quả đắng cũng phải nuốt chứ đâu có ai nhận thay. Tao chọn im lặng sau đó vì biết nhiều người chưa ưng tao, không lẽ tao đổ lỗi cho vận may? Nhìn cứ thêm sai, tao hoàn thành cách rap. Thêm phải bon chen tranh luận trên mạng sát phạt. ICD có thể hiền, có thể cười, có thể xuống hay đơn độc, nhưng không phải là cái tên để bắt nạt. Em sao đấy? Chân em đã chạm đất chưa? Một câu thôi. Chân em đã chạm đất chưa? Mỗi ngày em nên tự hỏi. Chân em đã chạm đất chưa? Có cần anh nhắc lại không? Chân em đã chạm đất chưa? Em sao đấy? Chân em đã chạm đất chưa? Một câu thôi. Chân em đã chạm đất chưa? Mỗi ngày em nên tự hỏi. Chân em đã chạm đất chưa? Lần nữa cho tròn điệp khúc này. Chân em đã chạm đất chưa? Đủ ra dơ với những cục beef. Thế cho nên anh muốn nhắc chút. Anh không nghĩ anh đấu mình em đâu. Không biết sao em có những ai chắp bút. Em có thể nhờ người bình luận gì mà anh thua. Thả xích đi nhờ người quen hay mua. Nếu như đấy là cách em đua. Hoặc em có thể đấu bằng sức em có. Nếu quá sợ thì sẽ càng thêm khó. Không phải hơn thua cho trận beef, mà để cho âm nhạc nó xù lít. Anh thừa biết em chẳng có ác ý gì khi nói anh overrated. Và anh thề là khi thu bài này anh cũng không hề ghét em gì hết. Bởi vì sao? Vì đấy là câu trả lời vô tâm. Khoan nói chuyện em có quyền ngông. Trình độ tặng là do rèn luyện, trình tặng không phải do truyền thông. Em trả lời thế vì có chuyên môn thấp, dư lấy đống phim đó mà ôm ấp. Đừng ra vẻ hip hop nữa, em có tìm tòi gì cộng đồng này đâu nhá. ICD overrated. Thiếu gì tên để em nói hả Tết? Chẳng qua là em nghĩ rằng fan của anh sẽ không ảnh hưởng gì tới em hết. Chẳng qua anh không phải người em quen. Chẳng qua em nghĩ câu đấy không viral. Thử nhìn lại rap Việt một chút xem em sẽ đọc tên rapper khác đầy idol. Thế đấy à Tết? Em nghĩ King of Rap và rap Việt thì trên trời rơi xuống. Không có rap fan, không có cộng đồng rap ở Việt Nam. Liệu có nơi trốn? Rap fan từ đâu? Cộng đồng từ đâu? Từ những người nỗ lực như anh đấy. Từ những người phải dừng đam mê kiếm tiền, không phải từ những giấc mơ em thấy. Từ những người đổ chất xám ra bè đổ rồi cả người đi dọn rác ở sông, cho đến cả người tạo xây vần đảo nguồn gốc để em lên TV đấy biết không. Bỏ cái thìa vàng trong miệng ra thì đến lúc ấy em mới hiểu, có đầy người còn giỏi hơn em, họ đáng được công nhận hơn nhiều. Làm sao đấy, sao đấy? Chân em đã chạm đất chưa? Một câu thôi. Chân em đã chạm đất chưa? Mỗi ngày em nên tự hỏi. Chân em đã chạm đất chưa? Có cần anh nhắc lại không? Chân em đã chạm đất chưa? Em sao đấy, chân em đã chạm đất chưa? Một câu thôi. Chân em đã chạm đất chưa? Mỗi ngày em nên tự hỏi. Chân em đã chạm đất chưa? Lần nữa cho tròn điệp khúc này. Chân em đã chạm đất chưa? Nhưng anh đã gửi lời, đây hoàn toàn
sao chỉ. Hy vọng chú đủ thông minh để hiểu tại sao có chặn beat này. Mở màn nhẹ nhàng thế này thôi. Chúc may mắn lần tới. Lần sau nhớ để ý sự vô tư của mình. Thay mặt Sammy, ICD gửi lời cảm ơn tới cộng đồng, những người đang góp sức giúp đất nước thoát khỏi đại dịch. Mọi người nhớ cẩn trọng và giữ sức khỏe trong những ngày này. Ai mà chẳng thế, mới nghe nhạc rap ngày hôm qua, hôm nay đâu thành Eminem. Mới nghe nhạc rap ngày hôm qua, thì hôm nay chỉ rap để thì Tết rồi. Một số đặt thua vào ta ghê, một số thì đặt thua vào Tết. Đón thấy không em, đến giờ chú em còn chưa có tên gọi chính thức nào hết. Tên ICD cũng lâu mở phết, nên mới nói tên anh over red. Nhưng tiếc đã tháng 7 nên beat này mọi người cho anh đâu chờ Tết. Để xem em thắng như nào, bắt sợ anh như nọc rắn phun trào. Em vẫn chưa kịp vỡ giọng trước khi vào trận beat thì em có thể gắn tune vào. Kèo này thì anh thắng rồi, nên mọi người mới bắt anh. Kèo này mà em thắng á, thì TVA bắt em. ICD không phải đồ ăn, để đến trăm năm sau thì cũng không hề thiêu. Chú nghĩ anh không còn đủ đạn à, anh lên truyền hình chứ chưa về hưu. Từ sau quán quân, ta chật vật học cách không để danh tiếng chiếm lấy mình. Học cách đối mặt với lời của những chú ếch ngồi dưới đáy giếng kháy mình. Tưởng tượng cảm giác trước khi vào phòng thi bị rủa là không thể làm được gì đi. Ta đã đấu trận chung kết với tâm lý như vậy, đó là overread hay là gì? Quả ngọt tao nếm thì quả đắng cũng phải nuốt chứ đâu có ai nhận thay. Ta chọn im lặng sau đó vì biết nhiều người chưa ưng tao, không lẽ tao đổ lỗi cho vận may? Nhìn cứ thêm sai, tao hoàn thiện cách rap. Thêm phải bon chen tranh luận trên mạng sát phạt. ICD có thể hiền, có thể cười, có thể xuống hay đơn độc, nhưng không phải là cái tên để bắt nạt. Em sao đấy? Chân em đã chạm đất chưa? Một câu thôi. Chân em đã chạm đất chưa? Mỗi ngày em nên tự hỏi. Chân em đã chạm đất chưa? Có cần anh nhắc lại không? Chân em đã chạm đất chưa? Em sao đấy? Chân em đã chạm đất chưa? Một câu thôi. Chân em đã chạm đất chưa? Mỗi ngày em nên tự hỏi. Chân em đã chạm đất chưa? Lần nữa cho tròn điệp khúc nè. Chân em đã chạm đất chưa? Đủ ra dơ với những cục bíp. Thế cho nên anh muốn nhắc chút. Anh không nghĩ anh đấu mình em đâu, không biết sau em có những ai chắp bút. Em có thể nhờ người bình luận gì mà anh thua, thả xích đi nhờ người quen hay mua. Nếu như đấy là cách em đua, hoặc em có thể đấu bằng sức em có. Nếu quá sợ thì sẽ càng thêm khó. Không phải hơn thua cho trận beat, mà để cho âm nhạc nó sâu lít. Anh thừa biết em chẳng có ác ý gì khi nói anh overrated. Và anh thề là khi thu bài này anh cũng không hề ghét em gì hết. Bởi vì sao? Vì đấy là câu trả lời vô tâm. Khoan nói chuyện em có quyền ngông. Trình độ tăng là do rèn luyện, trình tăng không phải do truyền thông. Em trả lời thế vì có chuyên môn thấp, dư lấy đống phim đó mà ôm ấp. Đừng ra vẻ hip hop nữa, em có tìm tòi gì cộng đồng này đâu nhá. ICD overrated, thiếu gì tên để em nói hả Tết. Chẳng qua là em nghĩ rằng phim của anh sẽ không ảnh hưởng gì tới em hết. Chẳng qua anh không phải người em quen, chẳng qua em nghĩ câu đấy không viral. Thử nhìn lại rap Việt một chút xem em sẽ đọc tên rapper khác đấy idol. Thật đấy à Tết, em nghĩ King of Rap và rap Việt thì trên trời rơi xuống. Không có rap fan, không có cộng đồng rap ở Việt Nam, liệu có nơi trốn? Rap fan từ đâu, cộng đồng từ đâu? Từ những người nỗ lực như anh đấy, từ những người phải dừng đam mê kiếm tiền, không phải từ những giấc mơ em thấy. Từ những người đổ chất xám ra bè đổ rồi cả người đi dọn rác ở sông, cho đến cả người tạo xây vần đảo nguồn gốc để em lên TV đấy. Biết cậu bỏ cái thìa vàng trong miệng ra thì đến lúc ấy em mới hiểu, có đầy người còn giỏi hơn em, họ đáng được công nhận hơn nhiều. Em sao đấy? Chân em đã chạm đất chưa? Một câu thôi. Chân em đã chạm đất chưa? Mỗi ngày em nên tự hỏi. Chân em đã chạm đất chưa? Có cần anh nhắc lại không? Chân em đã chạm đất chưa? Em sao đấy? Chân em đã chạm đất chưa? Một câu thôi. Chân em đã chạm đất chưa? Mỗi ngày em nên tự hỏi. Chân em đã chạm đất chưa? Lần nữa cho tròn điệp khúc này. Chân em đã chạm đất chưa? Như anh đã gửi lời, đây hoàn toàn là cuộc so chỉnh. Hy vọng chú đủ thông minh để hiểu tại sao có trận beat này. Mở màn nhẹ nhàng thế này thôi. Chúc may mắn lần tới. Lần sau nhớ để ý sự vô tư của mình. Thay mặt Sammy, ICD gửi lời cảm ơn tới cộng đồng, những người đang góp sức giúp đất nước thoát khỏi đại dịch. Mọi người nhớ cẩn trọng và giữ sức khỏe trong những ngày này. Ai mà chẳng thế, mới nghe nhạc rap ngày hôm qua, hôm nay đâu thành Eminem. Mới nghe nhạc rap ngày hôm qua, thì hôm nay chỉ rap để đi Tết rồi. Một số đặt thua vào ta ghê, một số thì đặt thua vào Tết. Đón thấy không em, đến giờ chú em còn chưa có tên gọi chính thức nào hết. Tên ICD cũng lâu mở phết, nên mới nói tên anh overrated. Nhưng tiếc đã tháng 7 nên beat này mọi người cho anh đâu chờ Tết. Để xem em thắng như nào, bắt sợ anh như nọc rắn phun trào. Em vẫn chưa kịp vỡ giọng trước khi vào trận beat thì em có thể gắn tune vào. Kèo này thì anh thắng rồi, nên mọi
người mới bắt anh. Kèo này mà em thắng á thì TVA bắt em. ICD không phải đồ ăn, để đến trăm năm sau thì cũng không hề thiu. Chú nghĩ anh không còn đủ đạn à, anh lên truyền hình chứ chưa về hưu. Từ sau quán quân ta chật vật học cách không để danh tiếng chiếm lấy mình, học cách đối mặt với lời của những chú ếch ngồi dưới đáy giếng kháy mình. Tưởng tượng cảm giác trước khi vào vòng thi bị rủa là không thể làm được gì đi. Tao đã đấu trận chung kết với tâm lý như vậy, đó là overhead hay là gì? Quả ngọt tao nếm thì quả đắng cũng phải nuốt chứ đâu có ai nhận thay. Tao chọn im lặng sau đó vì biết nhiều người chưa ưng tao, không lẽ tao đổ lỗi cho vận may? Nhìn cứ thêm sai, tao hoàn thành cách rap. Thêm phải bon chen tranh luận trên mạng sát phạt. ICD có thể hiền, có thể cười, có thể xuống hay đơn độc, nhưng không phải là cái tên để bắt nạt. Em sao đấy? Chân em đã chạm đất chưa? Một câu thôi. Chân em đã chạm đất chưa? Mỗi ngày em nên tự hỏi. Chân em đã chạm đất chưa? Có cần anh nhắc lại không? Chân em đã chạm đất chưa? Em sao đấy? Chân em đã chạm đất chưa? Một câu thôi. Chân em đã chạm đất chưa? Mỗi ngày em nên tự hỏi. Chân em đã chạm đất chưa? Lần nữa cho tròn liệt khúc nè. Chân em đã chạm đất chưa? Đủ ra dơ với những cục beef. Thế cho nên anh muốn nhắc chút. Anh không nghĩ anh đấu mình em đâu, không biết sau em có những ai chắp bút. Em có thể nhờ người bình luận dìm anh thua, thả xích đi nhờ người quen hay mua, nếu như đấy là cách em đua. Hoặc em có thể đấu bằng sức em có, nếu quá sợ thì sẽ càng thêm khó. Không phải hơn thua cho trận beef, mà để cho âm nhạc nó sâu lít. Anh thừa biết em chẳng có ác ý gì khi nói anh over it. Và anh thề là khi thu bài này anh cũng không hề ghét em gì hết. Bởi vì sao? Vì đấy là câu trả lời vô tâm. Khoan nói chuyện em có quyền ngông. Trình độ tăng là do rèn luyện, trình tăng không phải do truyền thông. Em trả lời thế vì có chuyên môn thấp, giữ lấy đống fame đó mà ôm ấp. Đừng ra vẻ hip hop nữa, em có tìm tòi gì cộng đồng này đâu nhá. ICD over it. Thiếu gì tên để em nói hả Tết? Chẳng qua là em nghĩ rằng fan của anh sẽ không ảnh hưởng gì tới em hết. Chẳng qua anh không phải người em quen, chẳng qua em nghĩ câu đấy không viral. Thử nhìn lại rap Việt một chút xem, em sẽ đọc tên rapper khác đấy idol. Thế đấy à Tết? Em nghĩ king of rap và rap Việt thì trên trời rơi xuống. Không có rap fan, không có cộng đồng. Rap ở Việt Nam liệu có nơi trốn? Rap fan từ đâu? Cộng đồng từ đâu? Từ những người nỗ lực như anh đấy. Từ những người phải dừng đam mê kiếm tiền, không phải từ những giấc mơ em thấy. Từ những người đổ chất xám ra bè đổ rồi cả người đi dọn rác ở sông, cho đến cả người tạo xây vần đảo nguồn gốc để em lên TV đấy biết không? Bỏ cái thìa vàng trong miệng ra thì đến lúc ấy em mới hiểu, có đầy người còn giỏi hơn em, họ đáng được công nhận hơn nhiều. Em sao đấy? Chân em đã chạm đất chưa? Một câu thôi. Chân em đã chạm đất chưa? Mỗi ngày em nên tự hỏi. Chân em đã chạm đất chưa? Có cần anh nhắc lại không? Chân em đã chạm đất chưa? Em sao đấy? Chân em đã chạm đất chưa? Một câu thôi. Chân em đã chạm đất chưa? Mỗi ngày em nên tự hỏi. Chân em đã chạm đất chưa? Lần nữa cho tròn liệt khúc nè. Chân em đã chạm đất chưa? Như anh đã gửi lời, đây hoàn toàn là cuộc so chỉnh. Hy vọng chú đủ thông minh để hiểu tại sao có trận beat này. Mở màn nhẹ nhàng thế này thôi. Chúc may mắn lần tới. Lần sau nhớ để ý sự vô tư của mình. Thay mặt Sammy, ICD gửi lời cảm ơn tới cộng đồng, những người đang góp sức giúp đất nước thoát khỏi đại dịch. Mọi người nhớ cẩn trọng và giữ sức khỏe trong những ngày này. Ai mà chẳng thế, mới nghe nhạc rap ngày hôm qua. Hôm nay đâu thành ngày bên em. Mới nghe nhạc rap ngày hôm qua. Thì hôm nay chỉ rap để đi Tết thôi. Một số đặt thua vào ta ghê, một số thì đặt thua vào Tết. Đón thấy không em, đến giờ chú em còn chưa có tên gọi chính thức nào hết. Tên ICD cũng lâu mở phết, nên mới nói tên anh overrated. Nhưng tiếc đã tháng 7 nên beat này mọi người cho anh đâu chờ Tết. Để xem em thắng như nào, pass anh như nọc rắn phun trào. Em vẫn chưa kịp vỡ giọng trước khi vào trận beat thì em có thể gắn tune vào. Kèo này thì anh thắng rồi, nên mọi người mới bắt anh. Kèo này mà em thắng á thì TVA bắt em. ICD không phải đồ ăn, để đến trăm năm sau thì cũng không hề thiu. Chú nghĩ anh không còn đủ đạn à, anh lên truyền hình chứ chưa về hưu. Từ sau quán quân ta chật vật học cách không để danh tiếng chiếm lấy mình, học cách đối mặt với lời của những chú ếch ngồi dưới đáy giếng kháy mình. Tưởng tượng cảm giác trước khi vào vòng thi bị rủa là không thể làm được gì đi. Tao đã đấu trận chung kết với tâm lý như vậy, đó là overhead hay là gì? Quả ngọt tao nếm thì quả đắng cũng phải nuốt chứ đâu có ai nhận thay. Tao chọn im lặng sau đó vì biết nhiều người chưa ưng tao, không lẽ tao đổ lỗi cho vận may? Nhìn cứ thêm sai, tao hoàn thành cách rap. Thêm phải bon chen tranh luận trên mạng sát phạt. ICD có thể hiền, có thể cười, có thể xuống hay đơn độc, nhưng không phải là cái tên để bắt nạt. Em sao đấy? Chân em đã chạm đất chưa? Một câu thôi. Chân em đã chạm đất chưa? Mỗi ngày em nên tự hỏi. Chân em đã chạm đất chưa? Có cần anh nhắc lại không? Chân em đã chạm đất chưa? Em sao đấy? Chân em đã chạm đất chưa? Một câu thôi. Chân em đã chạm đất chưa? Mỗi ngày em nên tự hỏi. Chân em đã chạm đất chưa?
lần nữa cho tròn điệp khúc nè. Chân em đã chạm đất chưa? Đủ ra dơ với những cục bíp. Thế cho nên anh muốn nhắc chút. Anh không nghĩ anh đấu mình em đâu. Không biết sau em có những ai chắp bút. Em có thể nhờ người bình luận gì mà anh thua. Thả xích đi nhờ người quen hay mua. Nếu như đấy là cách em đua. Hoặc em có thể đấu bằng sức em có. Nếu quá sợ thì sẽ càng thêm khó. Không phải hơn thua cho trận bíp, mà để cho âm nhạc nó xù lít. Anh thừa biết em chẳng có ác ý gì khi nói I'm overrated. Và anh thề là khi thu bài này anh cũng không hề ghét em gì hết. Bởi vì sao? Vì đấy là câu trả lời vô tâm. Khoan nói chuyện em có quyền ngông. Trình độ tặng là do rèn luyện. Trình tặng không phải do truyền thông. Em trả lời thế vì có chuyên môn thấp. Dư lấy đống phim đó mà ôm ấp. Đừng ra vẻ hip hop nữa. Em có tìm tòi gì cộng đồng này đâu nhá. ICD overrated. Thiếu gì tên để em nói hả Tết. Chẳng qua là em nghĩ rằng fan của anh sẽ không ảnh hưởng gì tới em hết. Chẳng qua anh không phải người em quen. Chẳng qua em nghĩ câu đấy không viral. Thử nhìn lại rap Việt một chút xem. Em sẽ đọc tên rapper khác đầy idol. Thật đấy à Tết. Em nghĩ king of rap và rap Việt thì trên trời rơi xuống. Không có rap fan, không có cộng đồng. Rap ở Việt Nam liệu có nơi trốn? Rap fan từ đâu, cộng đồng từ đâu? Từ những người nỗ lực như anh đấy. Từ những người phải dừng đam mê kiếm tiền. Không phải từ những giấc mơ em thấy. Từ những người đổ chất xám ra battle. Rồi cả người đi dọn rác ở sông. Cho đến cả người tạo xây vần đảo nguồn gốc để em lên TV đấy biết không? Bỏ cái thìa vàng trong miệng ra thì đến lúc ấy em mới hiểu có đầy người còn giỏi hơn em, họ đáng được công nhận hơn nhiều. Làm sao đấy? Sao đấy? Chân em đã chạm đất chưa? Một câu thôi. Một câu thôi. Chân em đã chạm đất chưa? Mỗi ngày em nên tự hỏi. Chân em đã chạm đất chưa? Có cần anh nhắc lại không? Chân em đã chạm đất chưa? Em sao đấy? Chân em đã chạm đất chưa? Một câu thôi. Một câu thôi. Chân em đã chạm đất chưa? Mỗi ngày em nên tự hỏi. Chân em đã chạm đất chưa? Lần nữa cho tròn điệp khúc này. Chân em đã chạm đất chưa? Như anh đã gửi lời, đây hoàn toàn là cuộc so chỉ. Hy vọng chú đủ thông minh để hiểu tại sao có trận beat này. Mở màn nhẹ nhàng thế này thôi. Chúc may mắn lần tới. Lần sau nhớ để ý sự vô tư của mình. Thay mặt Sammy, ICD gửi lời cảm ơn tới cộng đồng, những người đang góp sức giúp đất nước thoát khỏi đại dịch. Mọi người nhớ cẩn trọng và giữ sức khỏe trong những ngày này. Ai mà chẳng thế, mới nghe nhạc rap ngày hôm qua. Hôm nay đâu thành em bên em. Mới nghe nhạc rap ngày hôm qua. Thì hôm nay chỉ rap để đi Tết rồi. Một số đặt thua vào ta ghê. Một số thì đặt thua vào Tết. Đón thấy không em, đến giờ chú em còn chưa có tên gọi chính thức nào hết. Tên ICD cũng lâu mở phết, nên mới nói tên anh overrated. Nhưng tiếc đã tháng 7 nên beat này mọi người cho anh đâu chờ Tết. Để xem em thắng như nào. Bắt sợ anh như nọc rắn phun trào. Em vẫn chưa kịp vỡ giọng trước khi vào trận beat thì em có thể gắn tune vào. Kèo này thì anh thắng rồi, nên mọi người mới bắt anh. Kèo này mà em thắng á, thì TVA bắt em. ICD không phải đồ ăn, để đến trăm năm sau thì cũng không hề thiêu. Chú nghĩ anh không còn đủ đạn à? Anh lên truyền hình chứ chưa về hưu. Từ sau quán quân, ta chật vật học cách không để danh tiếng chiếm lấy mình. Học cách đối mặt với lời của những chú ếch ngồi dưới đáy giếng kháy mình. Tưởng tượng cảm giác trước khi vào vòng thi bị rủa là không thể làm được gì đi. Ta đã đấu trận chung kết với tâm lý như vậy, đó là overrated hay là gì? Quả ngọt tao nếm thì quả đắng cũng phải nuốt chứ đâu có ai nhận thay. Ta chọn im lặng sau đó vì biết nhiều người chưa ưng tao, không lẽ tao đổ lỗi cho vận may? Nhìn cứ thêm sai, tao hoàn thiện cách rap. Thêm phải bon chen tranh luận trên mạng sát phạt. ICD có thể hiền, có thể cười, có thể xuống hay đơn độc, nhưng không phải là cái tên để bắt nạt. Em sao đấy? Sao đấy? Chân em đã chạm đất chưa? Một câu thôi. Một câu thôi. Chân em đã chạm đất chưa? Mỗi ngày em nên tự hỏi. Chân em đã chạm đất chưa? Có cần anh nhắc lại không? Chân em đã chạm đất chưa? Em sao đấy? Sao đấy? Chân em đã chạm đất chưa? Một câu thôi. Một câu thôi. Chân em đã chạm đất chưa? Mỗi ngày em nên tự hỏi. Chân em đã chạm đất chưa? Lần nữa cho tròn điệp khúc nè. Chân em đã chạm đất chưa? Đủ ra dơ với những cục bíp. Thế cho nên anh muốn nhắc chút. Anh không nghĩ anh đấu mình em đâu. Không biết sau em có những ai chắp bút. Em có thể nhờ người bình luận gì mà anh thua. Thả xích đi nhờ người quen hay mua. Nếu như đấy là cách em đua. Hoặc em có thể đấu bằng sức em có. Nếu quá sợ thì sẽ càng thêm khó. Không phải hơn thua cho trận bíp, mà để cho âm nhạc nó xù lít. Anh thừa biết em chẳng có ác ý gì khi nói anh overrated. Và anh thề là khi thu bài này anh cũng không hề ghét em gì hết. Bởi vì sao? Vì đấy là câu trả lời vô tâm. Khoan nói chuyện em có quyền ngông. Trình độ tặng là do rèn luyện. Trình tặng không phải do truyền thông. Em trả lời thế vì có chuyên môn thấp. Dư lấy đống phim đó mà ôm ấp. Đừng ra vẻ hip hop nữa. Em có tìm tòi gì cộng đồng này đâu nhá. ICD
overrated. Thiếu gì tên để em nói hả Tết? Chẳng qua là em nghĩ rằng fan của anh sẽ không ảnh hưởng gì tới em hết. Chẳng qua anh không phải người em quen. Chẳng qua em nghĩ câu đấy không viral. Thử nhìn lại rap Việt một chút xem em sẽ đọc tên rapper khác đấy idol. Thật đấy à Tết? Em nghĩ king of rap và rap Việt thì trên trời rơi xuống. Không có rap fan, không có cộng đồng rap ở Việt Nam. Liệu có nơi trốn? Rap fan từ đâu? Cộng đồng từ đâu? Từ những người nỗ lực như anh đấy. Từ những người phải dừng đam mê kiếm tiền, không phải từ những giấc mơ em thấy. Từ những người đổ chất xám ra bè đổ rồi cả người đi dọn rác ở sông, cho đến cả người tạo xây vần đảo nguồn gốc để em lên TV đấy. Biết cậu bỏ cái thìa vàng trong miệng ra thì đến lúc ấy em mới hiểu có đầy người còn giỏi hơn em, họ đáng được công nhận hơn nhiều. Yeah. Em sao đấy? Chân em đã chạm đất chưa? Một câu thôi. Chân em đã chạm đất chưa? Mỗi ngày em nên tự hỏi. Chân em đã chạm đất chưa? Có cần anh nhắc lại không? Chân em đã chạm đất chưa? Em sao đấy? Chân em đã chạm đất chưa? Một câu thôi. Chân em đã chạm đất chưa? Mỗi ngày em nên tự hỏi. Chân em đã chạm đất chưa? Lần nữa cho tròn điệp khúc này. Chân em đã chạm đất chưa? Như anh đã gửi lời, đây hoàn toàn là cuộc so chỉnh. Hy vọng chú đủ thông minh để hiểu tại sao có trận beat này. Mở màn nhẹ nhàng thế này thôi. Chúc may mắn lần tới. Lần sau nhớ để ý sự vô tư của mình. Thay mặt Sammy, ICD gửi lời cảm ơn tới cộng đồng, những người đang góp sức giúp đất nước thoát khỏi đại dịch. Mọi người nhớ cẩn trọng và giữ sức khỏe trong những ngày này. Ai mà chẳng thế, mới nghe nhạc rap ngày hôm qua. Hôm nay đâu thành ngày bên em. Mới nghe nhạc rap ngày hôm qua. Thì hôm nay chỉ rap để đi Tết rồi. Một số đặt thua vào ta ghê, một số thì đặt thua vào Tết. Yeah, đó thấy không em? Đến giờ chú em còn chưa có tên gọi chính thức nào hết. Tên ICD cũng lâu mở phết, nên mới nói tên anh overrated. Nhưng tiếc đã tháng 7 nên beat này mọi người cho anh đâu chở Tết. Để xem em thắng như nào. Bắt sợ anh như nọc rắn phun trào. Em vẫn chưa kịp vỡ giọng trước khi vào trận beat thì em có thể gắn tun vào. Kèo này thì anh thắng rồi, nên mọi người mới bắt anh. Kèo này mà em thắng á thì TVA bắt em. ICD không phải đồ ăn, để đến trăm năm sau thì cũng không hề thiu. Chú nghĩ anh không còn đủ đạn à? Anh lên truyền hình chứ chưa về hưu. Từ sau quán quân ta chật vật học cách không để danh tiếng chiếm lấy mình, học cách đối mặt với lời của những chú ếch ngồi dưới đáy giếng kháy mình. Tưởng tượng cảm giác trước khi vào vòng thi bị rủa là không thể làm được gì đi. Tao đã đấu trận chung kết với tâm lý như vậy, đó là overrated hay là gì? Quả ngọt tao nếm thì quả đắng cũng phải nuốt chứ đâu có ai nhận thay. Tao chọn im lặng sau đó vì biết nhiều người chưa ưng tao, không lẽ tao đổ lỗi cho vận may? Nhưng cứ thêm sai tao hoàn thành cách rap, thêm phải bon chen tranh luận trên mạng sát phạt. ICD có thể hiền, có thể cười, có thể xuống hay đơn độc, nhưng không phải là cái tên để bắt nạt. Em sao đấy? Chân em đã chạm đất chưa? Một câu thôi. Chân em đã chạm đất chưa? Mỗi ngày em nên tự hỏi. Chân em đã chạm đất chưa? Có cần anh nhắc lại không? Chân em đã chạm đất chưa? Em sao đấy? Chân em đã chạm đất chưa? Một câu thôi. Chân em đã chạm đất chưa? Mỗi ngày em nên tự hỏi. Chân em đã chạm đất chưa? Lần nữa cho tròn điệp khúc này. Chân em đã chạm đất chưa? Đủ ra dơ với những cục beef, thế cho nên anh muốn nhắc chút. Anh không nghĩ anh đấu mình em đâu, không biết sau em có những ai chắp bút. Em có thể nhờ người bình luận gì mà anh thua, thả xích đi nhờ người quen hay mua, nếu như đấy là cách em đua. Hoặc em có thể đấu bằng sức em có, nếu quá sợ thì sẽ càng thêm khó. Không phải hơn thua cho trận beef, mà để cho âm nhạc nó sâu lít. Anh thừa biết em chẳng có ác ý gì khi nói anh overrated. Và anh thề là khi thu bài này anh cũng không hề ghét em gì hết. Bởi vì sao? Vì đấy là câu trả lời vô tâm. Khoan nói chuyện em có quyền ngông. Trình độ tăng là do rèn luyện, trình tăng không phải do truyền thông. Em trả lời thế vì có chuyên môn thấp, giữ lấy đống fame đó mà ôm ấp. Đừng ra vẻ hip hop nữa, em có tìm tòi gì cộng đồng này đâu nhá. ICD overrated. Thiếu gì tên để em nói hả Tết? Chẳng qua là em nghĩ rằng fan của anh sẽ không ảnh hưởng gì tới em hết. Chẳng qua anh không phải người em quen. Chẳng qua em nghĩ câu đấy không viral. Thử nhìn lại rap Việt một chút xem em sẽ đọc tên rapper khác đấy idol. Thật đấy à Tết? Em nghĩ king of rap và rap Việt thì trên trời rơi xuống. Không có rap fan, không có cộng đồng rap ở Việt Nam. Liệu có nơi trốn? Rap fan từ đâu? Cộng đồng từ đâu? Từ những người nỗ lực như anh đấy. Từ những người phải dừng đam mê kiếm tiền, không phải từ những giấc mơ em thấy. Từ những người đổ chất xám ra bè đổ rồi cả người đi dọn rác ở sông, cho đến cả người tạo xây vần đảo nguồn gốc để em lên TV đấy. Biết cậu bỏ cái thìa vàng trong miệng ra thì đến lúc ấy em mới hiểu có đầy người còn giỏi hơn em, họ đáng được công nhận hơn nhiều. Em sao đấy? Chân em đã chạm đất chưa? Một câu thôi. Chân em đã chạm đất chưa? Mỗi ngày em nên tự hỏi. Chân em đã chạm đất chưa? Có cần anh nhắc lại không? Chân em đã chạm đất chưa? Em sao đấy? Chân em đã chạm đất chưa? Một câu thôi. Chân em đã chạm đất chưa? Mỗi ngày em nên tự hỏi. Chân em đã chạm đất chưa? Lần nữa cho tròn điệp khúc này. Chân em đã chạm đất chưa? Như anh đã gửi lời,
đây hoàn toàn là cuộc so chỉ. Hy vọng chú đủ thông minh để hiểu tại sao có trận beat này. Mà màn nhẹ nhàng thế này thôi, chúc may mắn lần tới. Lần sau nhớ để ý sự vô tư của mình. Tamasami, ICD gửi lời cảm ơn tới cộng đồng, những người đang góp sức giúp đất nước thoát khỏi đại dịch. Mọi người nhớ cẩn trọng và giữ sức khỏe trong những ngày này. Ai mà chẳng thế, mới nghe nhạc rap ngày hôm qua, hôm nay đâu thành ngày miền Nam. Mới nghe nhạc rap ngày hôm qua, thì hôm nay chỉ rap để đi Tết rồi. Một số đặt thua vào ta ghê, một số thì đặt thua vào Tết. Yeah, đó thấy không em, đến giờ chú em còn chưa có tên gọi chính thức nào hết. Tên ICD cũng lâu mở phết, nên mới nói tên anh Over Red. Nhưng tiếc đã tháng 7 nên beat này mọi người cho anh đâu chờ Tết. Để xem em thắng như nào, pass anh như nọc rắn phun trào. Em vẫn chưa kịp vỡ giọng trước khi vào trận beat thì em có thể gắn tun vào. Kèo này thì anh thắng rồi, nên mọi người mới bắt anh. Kèo này mà em thắng á, thì TVA bắt em. ICD không phải đồ ăn, để đến trăm năm sau thì cũng không hề thiêu. Chú nghĩ anh không còn đủ đạn à, anh lên truyền hình chứ chưa về hưu. Từ sau quán quân, ta chật vật học cách không để danh tiếng chiếm lấy mình. Học cách đối mặt với lời của những chú ếch ngồi dưới đáy giếng kháy mình. Tưởng tượng cảm giác trước khi vào phòng thi bị rủa là không thể làm được gì đi. Tao đã đấu trận chung kết với tâm lý như vậy, đó là overread hay là gì? Quả ngọt tao nếm thì quả đắng cũng phải nuốt chứ đâu có ai nhận thay. Tao chọn im lặng sau đó vì biết nhiều người chưa ưng tao, không lẽ tao đổ lỗi cho vận may? Nhìn cứ thêm sai, tao hoàn thành cách rap. Thêm phải bon chen tranh luận trên mạng sát phạt. ICD có thể hiền, có thể cười, có thể xuống hay đơn độc, nhưng không phải là cái tên để bắt nạt. Em sao đấy? Chân em đã chạm đất chưa? Một câu thôi. Một câu. Chân em đã chạm đất chưa? Mỗi ngày em nên tự hỏi. Chân em đã chạm đất chưa? Có cần anh nhắc lại không? Chân em đã chạm đất chưa? Em sao đấy? Chân em đã chạm đất chưa? Một câu thôi. Một câu. Chân em đã chạm đất chưa? Mỗi ngày em nên tự hỏi. Chân em đã chạm đất chưa? Lần nữa cho tròn điệp khúc này. Chân em đã chạm đất chưa? Đủ ra dơ với những cục beef. Thế cho nên anh muốn nhắc chút. Anh không nghĩ anh đấu mình em đâu. Không biết sau em có những ai chắp bút. Em có thể nhờ người bình luận gì mà anh thua. Thả xích đi nhờ người quen hay mua. Nếu như đấy là cách em đua. Hoặc em có thể đấu bằng sức em có. Nếu quá sợ thì sẽ càng thêm khó. Không phải hơn thua cho trận beef, mà để cho âm nhạc nó xù lít. Anh thừa biết em chẳng có ác ý gì khi nói anh overrated. Và anh thề là khi thu bài này anh cũng không hề ghét em gì hết. Bởi vì sao? Vì đấy là câu trả lời vô tâm. Khoan nói chuyện em có quyền ngông. Trình độ tặng là do rèn luyện, trình tặng không phải do truyền thông. Em trả lời thế vì có chuyên môn thấp, giữ lấy đống phim đó mà ôm ấp. Đừng ra vẻ hip hop nữa, em có tìm tòi gì cộng đồng này đâu nhá. ICD overrated, thiếu gì tên để em nói hả Tết. Chẳng qua là em nghĩ rằng fan của anh sẽ không ảnh hưởng gì tới em hết. Chẳng qua anh không phải người em quen, chẳng qua em nghĩ câu đấy không viral. Thử nhìn lại rap Việt một chút xem, em sẽ đọc tên rapper khác đấy idol. Thật đấy à Tết, em nghĩ King of Rap và rap Việt thì trên trời rơi xuống. Không có rap fan, không có cộng đồng. Rap ở Việt Nam liệu có nơi trốn? Rap fan từ đâu, cộng đồng từ đâu? Từ những người nỗ lực như anh đấy, từ những người phải dừng đam mê kiếm tiền, không phải từ những giấc mơ em thấy. Từ những người đổ chất xám ra battle, rồi cả người đi dọn rác ở sâu, cho đến cả người tạo xây vần đảo nguồn gốc để em lên TV đấy biết không? Bỏ cái thìa vàng trong miệng ra thì đến lúc ấy em mới hiểu, có đầy người còn giỏi hơn em, họ đáng được công nhận hơn nhiều. Em sao đấy? Sao đấy? Chân em đã chạm đất chưa? Một câu thôi. Một câu. Chân em đã chạm đất chưa? Mỗi ngày em nên tự hỏi. Chân em đã chạm đất chưa? Có cần anh nhắc lại không? Chân em đã chạm đất chưa? Em sao đấy? Chân em đã chạm đất chưa? Một câu thôi. Một câu. Chân em đã chạm đất chưa? Mỗi ngày em nên tự hỏi. Chân em đã chạm đất chưa? Lần nữa cho tròn điệp khúc này. Chân em đã chạm đất chưa? Như anh đã gửi lời, đây hoàn toàn là cuộc so chỉ. Hy vọng chú đủ thông minh để hiểu tại sao có trận beat này. Mở màn nhẹ nhàng thế này thôi, chúc may mắn lần tới. Lần sau nhớ để ý sự vô tư của mình. Tamasami, ICD gửi lời cảm ơn tới cộng đồng, những người đang góp sức giúp đất nước thoát khỏi đại dịch. Mọi người nhớ cẩn trọng và giữ sức khỏe trong những ngày này. Ai mà chẳng thế, mới nghe nhạc rap ngày hôm qua, hôm nay đâu thành ngày miền Nam. Mới nghe nhạc rap ngày hôm qua, thì hôm nay chỉ rap để đi Tết rồi. Một số đặt thua vào ta ghê, một số thì đặt thua vào Tết. Yeah, đó thấy không em, đến giờ chú em còn chưa có tên gọi chính thức nào hết. Tên ICD cũng lâu mở phết, nên mới nói tên anh Overrated. Nhưng tiếc đã tháng 7 nên beat này mọi người cho anh đâu chờ Tết. Để xem em thắng như nào, pass anh như nọc rắn phun trào. Em vẫn chưa kịp vỡ giọng trước khi vào trận beat thì em có thể gắn tun vào. Kèo này thì anh thắng rồi, nên mọi
bảo như mới bắt anh. Kèo này mà em thắng á thì TVA bắt em. ICD không phải đồ ăn, để đến trăm năm sau thì cũng không hề thiu. Chúng nghĩ anh không còn đủ đạn à, anh lên truyền hình chứ chưa về hưu. Từ sau quán quân ta chật vật học cách không để danh tiếng chiếm lấy mình, học cách đối mặt với lời của những chú ếch ngồi dưới đáy giếng kháy mình. Tưởng tượng cảm giác trước khi vào phòng thi bị rủa là không thể làm được gì đi. Ta đã đấu trận chung kết với tâm lý như vậy, đó là overhead hay là gì? Quả ngọt tao nếm thì quả đắng cũng phải nuốt chứ đâu có ai nhận thay. Ta chọn im lặng sau đó vì biết nhiều người chưa ưng tao, không lẽ tao đổ lỗi cho vận may? Nhìn cứ thêm sai, tao hoàn thiện cách rap. Thêm phải bon chen tranh luận trên mạng sát phạt. ICD có thể hiền, có thể cười, có thể xuống hay đơn độc, nhưng không phải là cái tên để bắt nạt. Em sao đấy? Sao đấy? Chân em đã chạm đất chưa? Một câu thôi. Một câu thôi. Chân em đã chạm đất chưa? Mỗi ngày em nên tự hỏi. Chân em đã chạm đất chưa? Có cần anh nhắc lại không? Chân em đã chạm đất chưa? Em sao đấy? Chân em đã chạm đất chưa? Một câu thôi. Một câu thôi. Chân em đã chạm đất chưa? Mỗi ngày em nên tự hỏi. Chân em đã chạm đất chưa? Lần nữa cho tròn điệp khúc nè. Chân em đã chạm đất chưa? Đủ ra dơ với những cục bíp. Thế cho nên anh muốn nhắc chút. Anh không nghĩ anh đấu mình em đâu. Không biết sau em có những ai chắp bút. Em có thể nhờ người bình luận gì mà anh thua. Thả xích đi nhờ người quen hay mua. Nếu như đấy là cách em đua. Hoặc em có thể đấu bằng sức em có. Nếu quá sợ thì sẽ càng thêm khó. Không phải hơn thua cho trận bíp, mà để cho âm nhạc nó xù lít. Anh thừa biết em chẳng có ác ý gì khi nói anh over it. Và anh thề là khi thu bài này anh cũng không hề ghét em gì hết. Bởi vì sao? Vì đấy là câu trả lời vô tâm. Khoan nói chuyện em có quyền ngông. Trình độ tăng là do rèn luyện, trình tăng không phải do truyền thông. Em trả lời thế vì có chuyên môn thấp, giữ lấy đống phim đó mà ôm ấp. Đừng ra vẻ hip hop nữa, em có tìm tòi gì cộng đồng này đâu nhá. ICD over it. Thiếu gì tên để em nói hả Tết? Chẳng qua là em nghĩ rằng phê của anh sẽ không ảnh hưởng gì tới em hết. Chẳng qua anh không phải người em quen. Chẳng qua em nghĩ câu đấy không viral. Thử nhìn lại rap Việt một chút xem. Em sẽ đọc tên rapper khác đấy idol. Thật đấy à Tết? Em nghĩ King of Rap và rap Việt thì trên trời rơi xuống. Không có rap fan, không có cộng đồng. Rap ở Việt Nam liệu có nơi trốn? Rap fan từ đâu? Cộng đồng từ đâu? Từ những người nỗ lực như anh đấy. Từ những người phải dừng đam mê kiếm tiền, không phải từ những giấc mơ em thấy. Từ những người đổ chất xám ra bè đổ rồi cả người đi dọn rác ở sông. Cho đến cả người tạo xây vần đảo nguồn gốc để em lên TV đấy. Biết cậu bỏ cái thìa vàng trong miệng ra thì đến lúc ấy em mới hiểu có đầy người còn giỏi hơn em, họ đáng được công nhận hơn nhiều. Yeah. Em sao đấy? Sao đấy? Chân em đã chạm đất chưa? Một câu thôi. Một câu thôi. Chân em đã chạm đất chưa? Mỗi ngày em nên tự hỏi. Chân em đã chạm đất chưa? Có cần anh nhắc lại không? Chân em đã chạm đất chưa? Em sao đấy? Sao đấy? Chân em đã chạm đất chưa? Một câu thôi. Một câu thôi. Chân em đã chạm đất chưa? Mỗi ngày em nên tự hỏi. Chân em đã chạm đất chưa? Lần nữa cho tròn điệp khúc này. Yeah. Chân em đã chạm đất chưa? Như anh đã gửi lời, đây hoàn toàn là cuộc so chỉ. Hy vọng chú đủ thông minh để hiểu tại sao có trận beat này. Mở màn nhẹ nhàng thế này thôi. Chúc may mắn lần tới. Lần sau nhớ để ý sự vô tư của mình. Thay mặt Sammy, ICD gửi lời cảm ơn tới cộng đồng, những người đang góp sức giúp đất nước thoát khỏi đại dịch. Mọi người nhớ cẩn trọng và giữ sức khỏe trong những ngày này. Ai mà chẳng thế, mới nghe nhạc rap ngày hôm qua. Hôm nay đâu thành ngày miền em. Mới nghe nhạc rap ngày hôm qua. Sao? Thì hôm nay chỉ rap để đi Tết rồi. Một số đặt thua vào ta ghê, một số thì đặt thua vào Tết. Yeah, đó thấy không em? Đến giờ chú em còn chưa có tên gọi chính thức nào hết. Sorry. Tên ICD cũng lâu mở phết, nên mới nói tên anh over red. Nhưng tiếc đã tháng 7 nên beat này mọi người cho anh đâu chở Tết. Để xem em thắng như nào. Bắt sợ anh như nọc rắn phun trào. Em vẫn chưa kịp vỡ giọng trước khi vào trận beat thì em có thể gắn tun vào. Kèo này thì anh thắng rồi, nên mọi người mới bắt anh. Kèo này mà em thắng á thì TVA bắt em. ICD không phải đồ ăn, để đến trăm năm sau thì cũng không hề thiu. Chú nghĩ anh không còn đủ đạn à, anh lên truyền hình chứ chưa về hưu. Từ sau quán quân ta chật vật học cách không để danh tiếng chiếm lấy mình, học cách đối mặt với lời của những chú ếch ngồi dưới đáy giếng kháy mình. Tưởng tượng cảm giác trước khi vào phòng thi bị rủa là không thể làm được gì đi. Ta đã đấu trận chung kết với tâm lý như vậy, đó là overhead hay là gì? Quả ngọt tao nếm thì quả đắng cũng phải nuốt chứ đâu có ai nhận thay. Ta chọn im lặng sau đó vì biết nhiều người chưa ưng tao, không lẽ tao đổ lỗi cho vận may? Nhìn cứ thêm sai, tao hoàn thiện cách rap. Thêm phải bon chen tranh luận trên mạng sát phạt. ICD có thể hiền, có thể cười, có thể xuống hay đơn độc, nhưng không phải là cái tên để bắt nạt. Em sao đấy? Sao đấy? Chân em đã chạm đất chưa? Một câu thôi. Một câu thôi. Chân em đã chạm đất chưa? Mỗi ngày em nên tự hỏi. Chân em đã chạm đất chưa? Có cần anh nhắc lại không? Chân em đã chạm đất chưa? Em sao đấy? Sao đấy?
chân em đã chạm đất chưa? Một câu thôi, một câu thôi. Chân em đã chạm đất chưa? Mỗi ngày em nên tự hỏi, chân em đã chạm đất chưa? Lần nữa cho tròn liệt khúc này, yeah. Chân em đã chạm đất chưa? Đủ ra giờ với những cục bíp, thế cho nên anh muốn nhắc chút này. Anh không nghĩ anh đấu mình em đâu, không biết sau em có những ai chắp bút. Em có thể nhờ người bình luận gì mà anh thua, thả xích đi nhờ người quen hay mua, nếu như đấy là cách em đua. Hoặc em có thể đấu bằng sức em có, nếu quá sợ thì sẽ càng thêm khó. Không phải hơn thua cho trận bíp, mà để cho âm nhạc nó sâu lít. Anh thừa biết em chẳng có ác ý gì khi nói anh overrated. Và anh thề là khi thu bài này anh cũng không hề ghét em gì hết. Bởi vì sao? Vì đấy là câu trả lời vô tâm. Khoan nói chuyện em có quyền ngông, trình độ tăng là do rèn luyện, trình tăng không phải do truyền thông. Em trả lời thế vì có chuyên môn thấp, giữ lấy đống phim đó mà ôm ấp. Đừng ra vẻ hip hop nữa, em có tìm tòi gì cộng đồng này đâu nhá. ICD overrated, thiếu gì tên để em nói hả Tết. Chẳng qua là em nghĩ rằng fan của anh sẽ không ảnh hưởng gì tới em hết. Chẳng qua anh không phải người em quen, chẳng qua em nghĩ câu đấy không viral. Thử nhìn lại rap Việt một chút xem, em sẽ đọc tên rapper khác đấy idol. Thế đấy à Tết, em nghĩ king of rap và rap Việt thì trên trời rơi xuống. Không có rap fan, không có cộng đồng rap ở Việt Nam, liệu có nơi trốn? Rap fan từ đâu, cộng đồng từ đâu? Từ những người nỗ lực như anh đấy, từ những người phải dừng đam mê kiếm tiền, không phải từ những giấc mơ em thấy. Từ những người đổ chất xám ra battle, rồi cả người đi dọn rác ở sông, cho đến cả người tạo xây vần đảo nguồn gốc để em lên TV đấy biết không? Bỏ cái thìa vàng trong miệng ra thì đến lúc ấy em mới hiểu, có đầy người còn giỏi hơn em, họ đáng được công nhận hơn nhiều. Làm sao đấy? Sao đấy? Chân em đã chạm đất chưa? Một câu thôi. Một câu thôi. Chân em đã chạm đất chưa? Mỗi ngày em nên tự hỏi, chân em đã chạm đất chưa? Có cần anh nhắc lại không? Chân em đã chạm đất chưa? Em sao đấy? Chân em đã chạm đất chưa? Một câu thôi. Một câu thôi. Chân em đã chạm đất chưa? Mỗi ngày em nên tự hỏi, chân em đã chạm đất chưa? Lần nữa cho tròn liệt khúc này, yeah. Chân em đã chạm đất chưa? Nhưng anh đã gửi lời, đây hoàn toàn là cuộc so chỉnh. Hy vọng chú đủ thông minh để hiểu tại sao có trận beat này. Mở màn nhẹ nhàng thế này thôi, chúc may mắn lần tới. Lần sau nhớ để ý sự vô tư của mình. Thay mặt Sammy, ICD gửi lời cảm ơn tới cộng đồng, những người đang góp sức giúp đất nước thoát khỏi đại dịch. Mọi người nhớ cẩn trọng và giữ sức khỏe trong những ngày này. Ai mà chẳng thế, mới nghe nhạc rap ngày hôm qua, hôm nay đâu thành ngày miền em. Mới nghe nhạc rap ngày hôm qua, thì hôm nay chỉ rap để đi Tết rồi. Một số đặt thua vào tag, một số thì đặt thua vào Tết, yeah. Đón thấy không em, đến giờ chú em còn chưa có tên gọi chính thức nào hết. Tên ICD cũng lâu mở phết, nên mới nói tên anh overrated. Nhưng tiếc đã tháng 7 nên beat này mọi người cho anh đâu chở Tết. Để xem em thắng như nào, bắt sợ anh như nọc rắn phun trào. Em vẫn chưa kịp vỡ giọng trước khi vào trận beat thì em có thể gắn tun vào. Kèo này thì anh thắng rồi, nên mọi người mới bắt anh. Kèo này mà em thắng á, thì TVA bắt em. ICD không phải đồ ăn, để đến trăm năm sau thì cũng không hề thiu. Chú nghĩ anh không còn đủ đạn à, anh lên truyền hình chứ chưa về hưu. Từ sau quán quân, ta chật vật học cách không để danh tiếng chiếm lấy mình. Học cách đối mặt với lời của những chú ếch ngồi dưới đáy giếng kháy mình. Tưởng tượng cảm giác trước khi vào phòng thi bị rủa là không thể làm được gì đi. Ta đã đấu trận chung kết với tâm lý như vậy, đó là overrated hay là gì? Quả ngọt tao nếm thì quả đắng cũng phải nuốt chứ đâu có ai nhận thay. Ta chọn im lặng sau đó vì biết nhiều người chưa ưng tao, không lẽ tao đổ lỗi cho vận may? Nghiên cứu thêm sai, tao hoàn thiện cách rap. Thay vì bon chen tranh luận trên mạng sát phạt, ICD có thể hiền, có thể cười, có thể xuống hay đơn độc, nhưng không phải là cái tên để bắt nạt. Em sao đấy? Sao đấy? Chân em đã chạm đất chưa? Một câu thôi. Một câu thôi. Chân em đã chạm đất chưa? Mỗi ngày em nên tự hỏi, chân em đã chạm đất chưa? Có cần anh nhắc lại không? Chân em đã chạm đất chưa? Em sao đấy? Sao đấy? Chân em đã chạm đất chưa? Một câu thôi. Một câu thôi. Chân em đã chạm đất chưa? Mỗi ngày em nên tự hỏi, chân em đã chạm đất chưa? Lần nữa cho tròn liệt khúc này, yeah. Chân em đã chạm đất chưa? Đủ ra giờ với những cục bíp, thế cho nên anh muốn nhắc chút này. Anh không nghĩ anh đấu mình em đâu, không biết sau em có những ai chắp bút. Em có thể nhờ người bình luận gì mà anh thua, thả xích đi nhờ người quen hay mua, nếu như đấy là cách em đua. Hoặc em có thể đấu bằng sức em có, nếu quá sợ thì sẽ càng thêm khó. Không phải hơn thua cho trận bíp, mà để cho âm nhạc nó sâu lít. Anh thừa biết em chẳng có ác ý gì khi nói anh overrated. Và anh thề là khi thu bài này anh cũng không hề ghét em gì hết. Bởi vì sao? Vì đấy là câu trả lời vô tâm. Khoan nói chuyện em có quyền ngông, trình độ tăng là do rèn luyện, trình tăng không phải do truyền thông. Em trả lời thế vì có chuyên môn thấp, giữ lấy đống phim đó mà ôm ấp. Đừng ra vẻ hip hop nữa, em có tìm tòi gì cộng đồng này đâu nhá. ICD overrated, thiếu gì tên để em nói hả Tết. Chẳng qua là em nghĩ rằng fan của anh sẽ không ảnh hưởng gì tới em hết. Chẳng qua anh không phải người em quen, chẳng qua em nghĩ câu đấy không viral. Thử nhìn lại rap Việt một chút
xem em sẽ đọc tên rapper khác đầy idol. Thật đấy à Tết, em nghĩ King of Rap và Rap Việt thì trên trời rơi xuống. Không có rap fan, không có cộng đồng rap ở Việt Nam, liệu có nơi trốn? Rap fan từ đâu, cộng đồng từ đâu? Từ những người nỗ lực như anh đấy, từ những người phải dừng đam mê kiếm tiền, không phải từ những giấc mơ em thấy. Từ những người đổ chất xám ra battle, rồi cả người đi dọn rác ở sông, cho đến cả người tạo xây vần đảo nguồn gốc để em lên TV đấy biết không? Bỏ cái thìa vàng trong miệng ra thì đến lúc ấy em mới hiểu, có đầy người còn giỏi hơn em, họ đáng được công nhận hơn nhiều. Làm sao đấy? Sao đấy? Chân em đã chạm đất chưa? Một câu thôi. Một câu thôi. Chân em đã chạm đất chưa? Mỗi ngày em nên tự hỏi. Chân em đã chạm đất chưa? Có cần anh nhắc lại không? Chân em đã chạm đất chưa? Em sao đấy? Sao đấy? Chân em đã chạm đất chưa? Một câu thôi. Một câu thôi. Chân em đã chạm đất chưa? Mỗi ngày em nên tự hỏi. Chân em đã chạm đất chưa? Lần nữa cho tròn liệp khúc này. Chân em đã chạm đất chưa? Như anh đã gửi lời, đây hoàn toàn là cuộc so chỉ. Hy vọng chú đủ thông minh để hiểu tại sao có trận beat này. Mở màn nhẹ nhàng thế này thôi. Chúc may mắn lần tới. Lần sau nhớ để ý sự vô tư của mình. Thay mặt Sammy, ICD gửi lời cảm ơn tới cộng đồng, những người đang góp sức giúp đất nước thoát khỏi đại dịch. Mọi người nhớ cẩn trọng và giữ sức khỏe trong những ngày này. Ai mà chẳng thế, mới nghe nhạc rap ngày hôm qua. Hôm nay đâu thành em bên em. Mới nghe nhạc rap ngày hôm qua. Thì hôm nay chỉ rap để đi Tết rồi. Một số đặt thua vào ta ghê, một số thì đặt thua vào Tết. Đón thấy không em, đến giờ chú em còn chưa có tên gọi chính thức nào hết. Tên ICD cũng lâu mở phết, nên mới nói tên anh over red. Nhưng tiếc đã tháng 7 nên beat này mọi người cho anh đâu chờ Tết. Để xem em thắng như nào, bắt sợ anh như nọc rắn phun trào. Em vẫn chưa kịp vỡ giọng trước khi vào trận beat thì em có thể gắn tune vào. Gheo này thì anh thắng rồi, nên mọi người mới bắt anh. Gheo này mà em thắng á, thì TVA bắt em. ICD không phải đồ ăn, để đến trăm năm sau thì cũng không hề thiêu. Chú nghĩ anh không còn đủ đạn à, anh lên truyền hình chứ chưa về hưu. Từ sau quán quân, ta chật vật học cách không để danh tiếng chiếm lấy mình. Học cách đối mặt với lời của những chú ếch ngồi dưới đáy giếng kháy mình. Tưởng tượng cảm giác trước khi vào phòng thi bị rủa là không thể làm được gì đi. Ta đã đấu trận chung kết với tâm lý như vậy, đó là overread hay là gì? Quả ngọt tao nếm thì quả đắng cũng phải nuốt chứ đâu có ai nhận thay. Ta chọn im lặng sau đó vì biết nhiều người chưa ưng tao, không lẽ tao đổ lỗi cho vận may? Nhìn cứ thêm sai, tao hoàn thiện cách rap. Thêm phải bon trên tranh luận trên mạng sát phạt. ICD có thể hiền, có thể cười, có thể xuống hay đơn độc, nhưng không phải là cái tên để bắt nạt. Em sao đấy? Sao đấy? Chân em đã chạm đất chưa? Một câu thôi. Một câu thôi. Chân em đã chạm đất chưa? Mỗi ngày em nên tự hỏi. Chân em đã chạm đất chưa? Có cần anh nhắc lại không? Chân em đã chạm đất chưa? Em sao đấy? Sao đấy? Chân em đã chạm đất chưa? Một câu thôi. Một câu thôi. Chân em đã chạm đất chưa? Mỗi ngày em nên tự hỏi. Chân em đã chạm đất chưa? Lần nữa cho tròn liệp khúc này. Chân em đã chạm đất chưa? Đủ ra dơ với những cục bíp. Thế cho nên anh muốn nhắc chút. Anh không nghĩ anh đấu mình em đâu. Không biết sau em có những ai chắp bút. Em có thể nhờ người bình luận gì mà anh thua. Thả xích đi nhờ người quen hay mua. Nếu như đấy là cách em đua. Hoặc em có thể đấu bằng sức em có. Nếu quá sợ thì sẽ càng thêm khó. Không phải hơn thua cho trận bíp, mà để cho âm nhạc nó xù lít. Anh thừa biết em chẳng có ác ý gì khi nói anh over it. Và anh thề là khi thu bài này anh cũng không hề ghét em gì hết. Bởi vì sao? Vì đấy là câu trả lời vô tâm. Khoan nói chuyện em có quyền ngông. Trình độ tăng là do rèn luyện, trình tăng không phải do truyền thông. Em trả lời thế vì có chuyên môn thấp, dư lấy đống phim đó mà ôm ấp. Đừng ra vẻ hip hop nữa, em có tìm tòi gì cộng đồng này đâu nhá. ICD over it. Thiếu gì tên để em nói hả Tết? Chẳng qua là em nghĩ rằng fan của anh sẽ không ảnh hưởng gì tới em hết. Chẳng qua anh không phải người em quen. Chẳng qua em nghĩ câu đấy không viral. Thử nhìn lại rap Việt một chút xem. Em sẽ đọc tên rapper khác đầy idol. Thật đấy à Tết? Em nghĩ King of Rap và Rap Việt thì trên trời rơi xuống. Không có rap fan, không có cộng đồng rap ở Việt Nam, liệu có nơi trốn? Rap fan từ đâu? Cộng đồng từ đâu? Từ những người nỗ lực như anh đấy, từ những người phải dừng đam mê kiếm tiền, không phải từ những giấc mơ em thấy. Từ những người đổ chất xám ra battle, rồi cả người đi dọn rác ở sông, cho đến cả người tạo xây vần đảo nguồn gốc để em lên TV đấy biết không? Bỏ cái thìa vàng trong miệng ra thì đến lúc ấy em mới hiểu, có đầy người còn giỏi hơn em, họ đáng được công nhận hơn nhiều. Em sao đấy? Sao đấy? Chân em đã chạm đất chưa? Một câu thôi. Một câu thôi. Chân em đã chạm đất chưa? Mỗi ngày em nên tự hỏi. Chân em đã chạm đất chưa? Có cần anh nhắc lại không? Chân em đã chạm đất chưa? Em sao đấy? Sao đấy? Chân em đã chạm đất chưa? Một câu thôi. Một câu thôi. Chân em đã chạm đất chưa? Mỗi ngày em nên tự hỏi. Chân em đã chạm đất chưa? Lần nữa cho tròn liệp khúc này. Chân em đã chạm đất chưa? Như anh đã gửi lời, đây hoàn toàn là cuộc so chỉ. Hy vọng chú đủ thông minh để hiểu tại sao có trận beat này. Mở màn nhẹ nhàng thế này thôi. Chúc may mắn lần tới. Lần sau nhớ
nhớ để ý sự vô tư của mình. Thay mặt Sammy, ICD gửi lời cảm ơn tới cộng đồng, những người đang góp sức giúp đất nước thoát khỏi đại dịch. Mọi người nhớ cẩn trọng và giữ sức khỏe trong những ngày này. Ai mà chẳng thế, mới nghe nhạc rap ngày hôm qua, hôm nay đâu thành ngày miền em. Mới nghe nhạc rap ngày hôm qua, thì hôm nay chỉ rap để đi Tết thôi. Một số đặt thua vào ta ghê, một số thì đặt thua vào Tết. Yeah, đón thấy không em, đến giờ chú em còn chưa có tên gọi chính thức nào hết. Tên ICD cũng lâu mà phết, nên mới nói tên anh Overred. Nhưng tiếc đã tháng 7 nên beat này mọi người cho anh đâu chẳng Tết. Để xem em thắng như nào, bắt sợ anh như nọc rắn phun trào. Em vẫn chưa kịp vỡ giọng trước khi vào trận beat thì em có thể gắn tun vào. Kèo này thì anh thắng rồi, nên mọi người mới bắt anh. Kèo này mà em thắng á, thì TVA bắt em. ICD không phải đồ ăn, để đến trăm năm sau thì cũng không hề thiu. Chú nghĩ anh không còn đủ đạn à, anh lên truyền hình chứ chưa về hưu. Từ sau quán quân, ta chật vật học cách không để danh tiếng chiếm lấy mình. Học cách đối mặt với lời của những chú ếch ngồi dưới đáy giếng kháy mình. Tưởng tượng cảm giác trước khi vào vòng thi bị rủa là không thể làm được gì đi. Ta đã đấu trận chung kết với tâm lý như vậy, đó là overrated hay là gì? Quả ngọt tao nếm thì quả đắng cũng phải nuốt chứ đâu có ai nhận thay. Ta chọn im lặng sau đó vì biết nhiều người chưa ưng tao, không lẽ tao đổ lỗi cho vận may? Nhưng cứ thêm sai, tao hoàn thành cách rap. Thêm phải bon chen tranh luận trên mạng sát phạt. ICD có thể hiền, có thể cười, có thể xuống hay đơn độc, nhưng không phải là cái tên để bắt nạt. Em sao đấy? Chân em đã chạm đất chưa? Một câu thôi. Chân em đã chạm đất chưa? Mỗi ngày em nên tự hỏi. Chân em đã chạm đất chưa? Có cần anh nhắc lại không? Chân em đã chạm đất chưa? Em sao đấy? Chân em đã chạm đất chưa? Một câu thôi. Chân em đã chạm đất chưa? Mỗi ngày em nên tự hỏi. Chân em đã chạm đất chưa? Lần nữa cho tròn liệt khúc nè. Chân em đã chạm đất chưa? Đủ ra dơ với những cục beef. Thế cho nên anh muốn nhắc chút. Anh không nghĩ anh đấu mình em đâu, không biết sau em có những ai chắp bút. Em có thể nhờ người bình luận gì mà anh thua, thả xích đi nhờ người quen hay mua, nếu như đấy là cách em đua. Hoặc em có thể đấu bằng sức em có, nếu quá sợ thì sẽ càng thêm khó. Không phải hơn thua cho trận beef, mà để cho âm nhạc nó sâu lít. Anh thừa biết em chẳng có ác ý gì khi nói anh overrated. Và anh thề là khi thu bài này anh cũng không hề ghét em gì hết. Bởi vì sao? Vì đấy là câu trả lời vô tâm. Khoan nói chuyện em có quyền ngông, trình độ tăng là do rèn luyện, trình tăng không phải do truyền thông. Em trả lời thế vì có chuyên môn thấp, giữ lấy đống fame đó mà ôm ấp. Đừng ra vẻ hip hop nữa, em có tìm tòi gì cộng đồng này đâu nhá. ICD overrated, thiếu gì tên để em nói hả Tết. Chẳng qua là em nghĩ rằng fame của anh sẽ không ảnh hưởng gì tới em hết. Chẳng qua anh không phải người em quen, chẳng qua em nghĩ câu đấy không viral. Thử nhìn lại rap Việt một chút xem, em sẽ đọc tên rapper khác đấy idol. Thế đấy à Tết, em nghĩ king of rap và rap Việt thì trên trời rơi xuống. Không có rap fan, không có cộng đồng rap ở Việt Nam, liệu có nơi trốn? Rap fan từ đâu, cộng đồng từ đâu? Từ những người nỗ lực như anh đấy, từ những người phải dừng đam mê kiếm tiền, không phải từ những giấc mơ em thấy. Từ những người đổ chất xám ra bè đầu rồi cả người đi dọn rác ở sông, cho đến cả người tạo xây vần đảo nguồn gốc để em lên TV đấy biết không? Bỏ cái thìa vàng trong miệng ra thì đến lúc ấy em mới hiểu, có đầy người còn giỏi hơn em, họ đáng được công nhận hơn nhiều. Em sao đấy? Chân em đã chạm đất chưa? Một câu thôi. Chân em đã chạm đất chưa? Mỗi ngày em nên tự hỏi. Chân em đã chạm đất chưa? Có cần anh nhắc lại không? Chân em đã chạm đất chưa? Em sao đấy? Chân em đã chạm đất chưa? Một câu thôi. Chân em đã chạm đất chưa? Mỗi ngày em nên tự hỏi. Chân em đã chạm đất chưa? Lần nữa cho tròn liệt khúc này. Chân em đã chạm đất chưa? Nhưng anh đã gửi lời, đây hoàn toàn là cuộc so chỉnh. Hy vọng chú đủ thông minh để hiểu tại sao có trận beat này. Mà man nhẹ nhàng thế này thôi. Chúc may mắn lần tới. Lần sau nhớ để ý sự vô tư của mình.